Thế nào khi ở giữa một rừng hoa rất là tuyệt vời? Tôi cảm giác thế nào khi ở giữa những con người rất là dễ thương về hình hài lẫn nội tâm, rất là tuyệt vời. Đó là lý do vì sao mà có cái ngày được gọi là quốc tế phụ nữ, ta tôn vinh cái dễ thương ngoại hình cũng như là nội tâm mà không phải là người nam nha. Khi mà ta nói một cái hoa, tức đó là một sự biểu hiện dễ thương xinh đẹp của một cái cây rất là khô cứng. Nhưng nếu không có cái hoa này á thì ý nghĩa của cái cây không còn nhiều. Khi ta nói là một người nữ, đó là sự biểu hiện xinh đẹp dễ thương của ngoại hình, sự ngọt ngào nhưng cũng rất là dễ tổn thương, mong manh, vui buồn, thương ghét của cảm xúc, và cũng một cái con tim thương yêu, bao dung, và cũng một cái đặc tính rất là thầm lặng, hy sinh, kín đáo, hiến dâng. Nhưng nếu không có cái đặc tính đó thì sự sống không còn nhiều ý nghĩa. Bản chất của sự sống nè, vốn là nhẹ nhàng, mong manh, xinh tươi, xinh đẹp. Nhưng mà khi nó khô cứng như thế này thì nó hóa thành cái chết. Bản chất của người nữ vốn đó là sự sống, cho nên vũ trụ vận hành cho người mẹ là cái nơi mà đứa con bắt đầu, chứ không phải là đàn ông. Cho nên này nữ nhân, hãy thành công theo cách của mình, đó là không những xinh đẹp về ngoại hình mà còn một tâm hồn phát triển nhiều hơn là sự sống nữa, nhiều hơn là sự tồn tại nữa. Đó là một con tim biết bao dung thương yêu, một sự hy sinh thầm lặng vô ngã, chứ không phải sĩ diện thể hiện biểu hiện ra bên ngoài. Sự thành công của đàn ông đó là sự thành công của cơ bắp để cơm áo gạo tiền từ ngày xưa ăn lông ở lỗ. Nhưng mà đến hôm nay nếu chỉ duy trì kim tiền và đời sống kinh tế thôi á thì chỉ mới có một nửa sự sống. Đó là sự thành công của đàn ông. Người nữ hãy thành công một nửa còn lại, đó là con tim biết thương yêu, duy trì được cảm xúc hạnh phúc ngọt ngào và sự nhẹ nhàng dễ thương của ngoại hình lẫn nội tâm. Thì đó mới là sự thành công đích thực của người nữ. Và bình đẳng giới tính là sao? Không phải một sự chạy đua hai thân tướng hình hài bên ngoài, ta làm để bằng ai hay ai không hơn quá ta nhiều. Mà chính trong thân tâm của mỗi con người đều có hai đặc tính, đó là nam tính và nữ tính. Hãy làm sao phát triển cho điều hai đặc tính đó, thì đó là ta đang sống trọn vẹn một kiếp người. Nếu một trong hai được nhấn mạnh thôi thì ta mất đi một nửa sự sống. Nhưng xã hội hôm nay cũng hoàn toàn là xã hội kinh tế, đồng tiền lên ngôi, thì đó cũng chỉ là thành công của một nửa thôi. Sống để thành công cần rất nhiều tiền, cái đó là đời sống thành công của một nửa đàn ông thôi. Nhưng sống để vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp, đó là đời sống thành công của một nửa còn lại. Ta cần nhưng không rất nhiều tiền, vừa đủ, đó là thành công của người nữ. A Di Đà Phật.